Xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với chuyên phục audio. Thưa toàn thể các bác và anh em, thì hôm nay chúng em lại về những cái dòng máy nghe nhạc và có thể hát karaoke. Đây là những cái dòng máy nghe nhạc của Arclot sản xuất, và nó có một cái điều rất là đặc biệt và thú vị, nên là chúng em quyết định nhập một số lượng rất là lớn những cái sản phẩm này về. Thì đầu tiên về cái chất lượng thì em cam kết với anh em, những cái con này là tiếng ra rất hay nhé. Và tiếp nữa là cái giá nó rất là mềm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review qua cái sản phẩm này. Thứ nhất là về cái chức năng thì em này nó có cổng quang, có cổng 3.5 và có cổng Bluetooth và có cổng USB để cho anh em tùy chỉnh được vào kết nối đó. Và thứ hai nữa là về thiết kế thì chúng ta sẽ có thiết kế như anh em có thể thấy này. Nước ngoài nó bằng da anh em nhé. Nước ngoài này bằng da. Được chưa? Bên ngoài mặt này thì nó là e căng vải, và em này nó có hai bát nha anh em nhé, hai bát một chép đó. Tiếng ra em này rất là hay luôn đó. Hai nó con này là ba đường tiếng, có bát, có chung, có chép, có cái giải chung này này, cái giải chung này ở giữa này nó giúp cho anh em hát nó hay hơn rất nhiều, cái tiếng nó rất là nhẹ nhé đó. Và đi theo nó nữa thì chúng ta sẽ có là hai tay mic, anh em có thể thấy này. Đây là tay mic của Arclot này đó, tay mic rất đẹp nhé, vỏ tay mic là kim loại luôn. Nói chung là tay mic này nó rất là đẹp, đạt chất lượng cho anh em luôn ạ. Đạt chất lượng luôn nhé. Với những cái dòng tay mic như thiết kế tương tự như vậy như thế này thì bên em đang bán vượt một bộ mic không á, thì nó rơi vào đâu đó nó khoảng 2.500.000. Đó là một bộ mic không rồi. Đó, và em nó lại được thiết kế đi kèm theo những bộ mic rất là xịn này. Và giá thì bên em đang bán lại rất là rẻ, nhưng mà quan tâm về giá thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Đó, rất rẻ luôn. Và về đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh này. Những cái phím trên app này thì em có thể lấy một lớp màu vàng gold. Đó, màu vàng gold anh em nhé. Thì ở đây thì chúng ta có thể là kết nối tới đàn guitar này. Và hai tay mic thì chúng ta có thể chỉnh cho tay 1 và tay 2 này. Được chưa? Tùy theo bass nào giọng yếu, giọng khỏe thì chúng ta có tăng giảm tùy chỉnh. Được chưa? Còn đây là phần bass của mic, chép của mic nhé. Tiếng ra rất sáng. Và đây là phần echo. Đó, còn đây là bass, chép của nhạc. Được chưa? Còn đây là volume, này là volume của nhạc nhé. Còn mắt volume của nhạc này. Còn đây là volume của mic này. Đó, volume của mic này. Được chưa? Còn đây khi chúng ta vặn ở đây thì nó sẽ là lên tổng. To cả nhạc, cả mic đều lên cùng nhau. Đó là về cái thiết kế qua của em nó. Và đây thì em sẽ cũng review qua cho anh em này. Về cái chất âm của mic này. 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Đó, tiếng rất hay anh em ạ. Tiếng ra bao hay cho anh em luôn nhé. Và bây giờ em sẽ test qua một đoạn karaoke cho anh em nhé. Test qua một đoạn karaoke để cùng nhau trải nghiệm chất âm này. Đây. Em sẽ mở to một chút lên. Đây. 5 6 7 7. Thuyền xa sông, thuyền tình ra biết ơn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sông đang nồng yên à. Vẫn đời thuyền như bên sẽ quay về. Anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho đi buồn đầm đề, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vui quên đi tất cả, ngay sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bao bờ, có biết bao con thuyền phải đánh đây. Vậy biển anh không buồn ao sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Nên 5 6 đó, em có thể thấy là
thấy là cái chất âm nó rất là tuyệt vời, cái tiếng mic nó cảm giác nó hát nó rất là dày tiếng, giúp cho anh em hát dễ hơn đó. Và đây là những cái sản phẩm của Agnot mà em đang bán với giá rất rẻ nha. Và sản phẩm này thì đang được bán tại Tuyên Vũ Audio, anh em quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới giúp em, hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Và cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay nhấn like, đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.